Những ngày qua, sự việc bệnh nhân số 17 tên Hồng Nhung sinh sống tại Trúc Bạch Ba Đình được phát hiện nhiễm COVID-19 khi di chuyển tới các nước Anh, Pháp, Ý trước khi nhập cảnh về Việt Nam đã nhận về rất nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, chị gái của Nhung là Nga Nguyễn ở Anh cũng được xác định dương tính với COVID-19. Mới đây, chị gái của bệnh nhân số 17 đã lần đầu tiên có những chia sẻ trên tờ New York Times. Cô cho biết, mình bắt đầu có dấu hiệu ho và sốt từ ngày 2 tháng 3 khi công tác tại London. Ngay sau đó, Nga Nguyễn đã được đưa tới điều trị tại một bệnh viện ở châu Âu. Mọi người nói rằng tôi đã biết trước việc bị bệnh và cố ý bay về nhà, London, Anh. Chẳng điều nào trong đây là đúng sự thật. Họ nói tôi nhiễm bệnh vì ăn mặc hở hang khi chụp ảnh. Đó là nguyên nhân virus xâm nhập tôi. Họ nói đây là lúc những kẻ tham lam trong giới thời trang dừng lại để suy nghĩ về mọi chuyện, Nga Nguyễn nói. Cô cũng cho biết bản thân đã làm việc với Gucci trong thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên hãng mời cô tham dự show trình diễn ở tuần lễ thời trang. Vì quá hào hứng, cô gái 28 tuổi đã rủ em cùng tham dự. Cô gái người Việt khẳng định với phóng viên New York Times, không có ai nói gì về nCoV ở thời điểm đó. Phải đến ngày 20 tháng 2, chính quyền Italy mới ghi nhận bệnh nhân dương tính với virus corona đầu tiên tại vùng Lombardy. Trải lòng với New York Times, cô gái người Việt cho biết hiện bản thân bị đồng nghiệp trong giới thời trang gọi là infector, tức là người lây nhiễm bệnh, thay vì influencer, người có ảnh hưởng, khiến cô rất buồn. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao mọi người có thái độ cực đoan như vậy, nhất là khi thế giới trải qua thời gian hỗn loạn vì đại dịch. Nhưng rõ ràng, chúng tôi bị xét nét quá nhiều, hầu như chỉ vì những giả định và tưởng tượng của mọi người về hậu quả của căn bệnh, cô nói. Nga Nguyễn cho biết thêm, cô sẽ trải qua một lần xét nghiệm nữa vào ngày 16 tháng 3 và hy vọng sẽ nhận được kết quả âm tính. Được biết, Nga Nguyễn tên thật là Nguyễn Hồng Nga, là một doanh nhân kiêm fashionista nổi tiếng với gu ăn mặc cá tính. Nga đã từng theo học tại trường quốc tế BIS thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra tại Hải Phòng nhưng hiện cô đang sinh sống và làm việc tại London. Trong làng thời trang, Nga Nguyễn thường xuyên được mời tham dự các tuần lễ thời trang nổi tiếng, ngồi hàng VIP của nhiều nhà mốt xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Prada, Gucci. Với hơn 55.000 người theo dõi trên Instagram, Nga Nguyễn được ví như là một trong những fashionista mới nổi được chú ý nhất nhì tại làng mốt thế giới.